Cảm ơn các bạn đến với trở lại với kênh Uyên Ly Channel. Hôm nay chúng ta bắt đầu với cái trò chơi là bốc trứng bí mật Surprise S. Con này trứng này. Wow. Trứng đẹp con. Trứng đẹp nhỉ. Nào đừng có cắt trứng thôi nhá. Trứng à. Đấy, con đếm được bao nhiêu quả là. Con này màu gì con? Màu cam. Con này màu cam đúng rồi. À, màu đỏ chứ. Đỏ. Con gì đây? Red này. Một quả. Con này màu gì con? Cũng ngon gì? Con gì đấy? Năm. Rồi. Bình. Đấy, quả màu gì? Màu vàng cũng cùng năm đúng không? Dê lâu. Này. Con gì? Quả màu gì con? Đỏ đúng không? Red. Mấy quả rồi? Bốn quả đúng không? Là còn mấy màu cam này. Cùng năm, chín cùng năm. Orange. Năm quả. Đây. Màu hồng đúng không? Cùng năm. Bình này. Sáu quả. Bảy quả này. Tám quả. Cùng màu vàng. Chín quả. Đây, 10 quả. À, 1 quả. 12 quả. 22 quả màu vàng. Ừ, đúng rồi, nhiều quả vàng không quá nhỉ. Bây giờ con hãy khám phá đi. À, con bóc nó nha. Nào, con bóc quả này. Con bóc quả đầu tiên nào. Rồi, bóc quả đấy. Đi bóc cái nào, bóc mẫu cho gà nhá, lấy đây cùng cầm này, xé ra này. Đó, nè, con xé ra, nào. Xé ra. Ô, xong rồi, bỏ bên cạnh đi luôn. Đấy, con mở đi nào. Ô, nhiều thứ thế. Cái này gì con? Cái gì bớt đúng rồi, cái gì bớt này các bạn này. Thì bớt. Tiếp theo, cái này gì đây? Ô tô. Một cái ô tô nhỏ rất xinh xắn màu cam này. Ồ, đẹp tuyệt quá. Trứng khủng long, trứng gì bớt đúng không? Mấy quả nào? Quả màu gì? Đỏ này. Đỏ. Vàng. Vàng. Hồng. Hồng. Cam. Cam. Vàng. Vàng. Trắng. Trắng. Có mấy con này? Nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tao lên mấy? 6 đúng không? 6. 6. Wow, con bỏ vỏ kia tiếp. Bỏ vỏ cũng không bỏ kẹo đến bên đấy, con bỏ vỏ vỏ trứng ra kia, bỏ vỏ trứng thôi. Đấy. Tiếp theo con bốc quả màu hồng nhá. Không biết có cái gì đến đây nhỉ? Nào, để con bóc vỏ nhá. Đấy, con bóc luôn đi. Nào. Ồ, quả vỏ kia đúng rồi. Ồ. Một cái xe đua. Xe đua. Màu gì? Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Ồ, này, có một. Là gì đấy? Là engine bớt nè, engine bớt này khác nè. Ôi, nó mời bom này. Red này, blue này. Trắng này, vàng này. Ồ, hai con gói. Mấy quả con? Màu gì đây? Xanh. Màu. Màu hồng. Con đếm có mấy cái này? 1. 2. 3.
4 đúng rồi. Cái này ít hơn cái trước nhỉ. Giờ bóc quả bằng gì? Màu đỏ nhá. Đấy, cứ bóc mẫu nha. Chứ này hơi dài các bạn. Để phải bóc mẫu chứ, thật bé. Đấy, bóc. Ô, bỏ quả đúng rồi. Ô, này. Em thấy bước màu gì đấy? Màu đỏ. Đúng rồi. Một chiếc ô tô, nào một chiếc ô tô màu đua màu. Màu vàng đúng không? Màu vàng. Ok. Nào, kem kẹo đến mấy cái kẹo này. Này kẹo hơi nhiều rồi này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hai cái màu xanh này, hai cái màu đỏ, một cái màu vàng. Một cái màu, màu gì đây? Đây này. Màu trắng đúng không? Ừ, đỏ đây. Này quay lại chúng ta bóc quả màu vàng nhá. Con nhìn này, ồ, bóc một được cho bé đó. Bóc tiếp đi. Muốn bỏ vỏ đấy con ạ. Ô, làm gì xinh xèn nhỉ. Ăn gì con? Nền dưới bớt nhỉ. Hôm nay nền dưới bớt đây nhỉ. Ba con nền dưới bớt này. Hoàng lắm, có cái ô tô. Ô tô màu vàng tiếp. Màu vàng tiếp. Mấy cái kẹo không? Có điểm này nè. Bốn. Đúng rồi. Mà có màu những màu gì không? Màu đỏ này. Màu cam. Màu màu gì đây? Vàng. Và màu trắng. Đúng rồi, bỏ đây. Vàng rồi. Để bóc quả tím đi nhá. Ừ, một trứng đúng rồi, trứng những con chim biểu dận ăn gì nữa. Một bóc à. Sao này còn đúng, trứng này đúng quả trứng chim khác. Nào, toàn ăn gì bớt thôi. Ô, trứng xe màu xanh. Một trứng chim. Một cam nữa, ừ, đúng rồi. Mình xin xem màu xanh như này, đứng ra xem này. Wow. Và mấy cái trứng của nó là 1, 2, 3, 4, 5. Mấy quả màu vàng đấy, 3 quả. 3 quả. Màu vàng, 1 quả màu đỏ, 1 quả màu xanh. Đúng rồi. 1 quả màu đỏ nhá. Trứng thì trứng khủng năng, bóc ra là trứng chim các bạn. Đây, nơi nè. Wow. Đây, bỏ vào đây. Ôi. Có gì con? Em gì bớt màu trắng. Đúng rồi nè. Em gì bớt màu trắng này. Em gì bớt màu đỏ này. Em gì bớt màu cam này. Màu đen này. Màu vàng này. Làm chú xem màu vàng nữa. Làm sao đùa đấy. Mở kẹo con đi, bay cái kẹo nào. Ba cái trứng. 3, 4, 5, 6. 6 cái nữa. Có 2 cái màu xanh, 2 cái màu đỏ, 2 màu vàng. Đây có cái cổ vàng nhá. Có màu vàng, nó rất đẹp các bạn. Đi nào sâu ép, trứng khủng năng. À, có biết được không? Wow. Ồ. Oh. Một chú em thì mất rồi còn gì con? À đây một ba con này dây bớt một rồi này. Đây là bốn con này dây bớt. Không có ô tô à? À năm chiếc. Ô tô màu đỏ. Năm chiếc ô tô màu đỏ các bạn ạ. Hôm nay thì sưu tập hơi nhiều ô tô đấy. Con đếm bao nhiêu quả trứng nào? 1 2 3 4 5. Con kể các màu thế nào? Đây là màu trắng, màu cam. Cam. Đỏ, màu vàng. Màu xanh dương. Màu xanh dương đúng rồi. Bỏ vỏ kia nè. Chúng ta còn sau khi bốc được 7 quả, chúng ta còn 5 quả, trong đó có 2 quả màu đỏ này, 2 quả màu tím này.
ăn cơm hồng quả màu vàng. Con bóc con nào trước nào? Quả màu tím nào để con bóc con mẫu nhá. Cái từ bóc màu quả tím này. Quả này quả đây. Ừ, thì cứ để đây. Cố lên con. Cố lên. Rồi. Bỏ vào cái nhân nhát bên kia rồi. Bóc trứng nào. Ô. Wow. Cái gì con? Mấy con? Bốn con đúng không? Bốn con này được ở trong quả trứng nữa rồi. Ừ. Con này trứng có một vỏ trứng, con trứng màu xanh này, màu lu này, con màu vàng, yellow, màu trắng, white, màu đỏ. Nên là big red, vỏ có đỏ to đấy mới nở ra. Một siêu xe ô tô màu trắng này. Quả trứng đỏ. Ba trứng đỏ, một trứng. Trứng xanh. Ba. Bốn. Một. Quả xanh. Một. Ba. Là năm quả đúng không? Rồi. Ta bóc tiếp quả trứng màu đỏ nhá. Đây là sò này, đây là sò ét. Thì cũng nằm đấy các bạn. À, bóc tiếp đi. Bỏ nhan đấy và bóc trứng trong nào. Oa, ô, con này một siêu xe màu trắng này. Đây là con. Em dính bớt màu đen. Đúng rồi, em dính màu đen này. Bom, con này con đi từ danh tên nó là bom con này. Và con đi trứng lúc đấy là 2 3 4 2 1 1 Thế con mấy quả? Có 6 quả đúng không? Thì ba quả màu cam, hai quả màu trắng, một quả màu xanh, như một quả màu xanh dương, đúng rồi. Giờ còn ba quả có còn nào không? Một vàng, rồi nè, bóc màu nha. Này bóc này tiếp nè, bóc dưới kia này, bóc chiếc búa này, bóc mẫu luôn rồi. Ra đây. Ôi, bỏ nhãn và bỏ một lệnh đấy. Ô, lại một con. Màu đen, màu đen. Con đen rất đen này, black này, tức là bom đấy. Một ô tô. Một ô tô màu cam các bạn ạ. Thế này nhiều ô tô đấy. Ừ, con đếm ra mấy quả nào? Màu này màu gì đấy? Nâu, đúng rồi. Màu vàng đúng không? Một quả đỏ, một quả màu xanh. Tịch riêng đúng rồi. Có màu đỏ nhá. Thế còn màu tím, à màu hồng. Một quả hồng trước nhá. Đó, đúng không? Màu tiếp này. Cái vỏ khui ra các bạn, cái bóng màu cho các bé. Thì các bé bóng tay các bé. Các bé chưa đủ sức khỏe để được cái vỏ này. Ô, là một siêu xe màu trắng các bạn ạ. Hôm nay có 3 cái siêu xe màu trắng này. Đây là con Andy Bird. Ừ, Andy Bird, màu vàng. Ồ, à, to chưa, màu vậy. Còn chắc đấy. Đây là trứng của Andy Bird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không có quả cuối cùng đúng không? Quả cùng màu đỏ đúng không? Góc nhá, quả đấy, quả đỏ nhưng mà thì nhã nó màu cam hơn này. Đấy, chúng ta có phủ năm này. Có nó cuối cùng bạn. Đấy. Cố lên con, xong chưa? Cố lên nào. 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 Cố lên nào.
Quá. Ôi, con này một xe màu, màu vàng này. Đấy. Con nhạn, con gì đấy? Nặng một con màu đen đấy à? Con này đắp 3 con màu đen thế này. Đắp 3 con bom đấy. Con thêm bao nhiêu quả trứng nữa à? Thế con nhìn thấy bao nhiêu mình có đây, bao nhiêu ô tô con à? Có 3 cái ô tô. Màu vàng. 2 cái ô tô xanh. Ô tô màu đỏ. 3 cái ô tô cam. 3 ô tô. Đúng rồi. Này bốc em sẽ bước có thú vị không con? Bốc trứng này con em thú vị không con? Có. Thôi buổi bốc trứng hôm nay của bé Khánh Ly đến đây là hết. Chào bạn em mẹ con. Chào các bạn nhá. Hãy đăng ký kênh Uyên Lý Channel. Hẹn gặp lại lần sau nhá. See you again.